đây, 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 anh về lấy nước đi, em khát nước rồi. Đi. Về lấy nước đi, khát lắm rồi. Ủa, khát lắm. Đây, đây. Về lấy nước bố. Đây, đây, cái gì đây? Đây. Ủa, cái gì? Tành, tành lắm anh ơi. Tành lắm, tành lắm. Ui này anh ơi, vừa đây bị nước gì mạnh lắm anh ơi, không có gì á. Nhìn thấy có gì chưa? Mùi nước tanh lắm, mùi tanh lắm. Đấy, đấy, đấy. Khuy, khuy, có gì à? Chưa, chưa, nhìn thấy có gì nữa xong lắm. Nó bành đầu quá cơ. Chỉ nghe tiếng vị thôi. Đấy, ui, cả người ơi. Đấy, thấy, thấy, thấy chưa? Đấy, trong lúc thôi. Anh cửa đoạn đấy. Ui, kìa, 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 kìa. Nó ra kìa, nó ra kìa, nó ra kìa. Ui, 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 Hổ ma cái màu của nó màu trắng ấy đâu anh ạ. Thích đánh nhau à? Thích đánh nhau à? Đi đâu, thích nhau à? Đi đi. Mày thích đánh nhau không? Hả? À? Mày thích đánh nhau không? Hả? À? Có phì đầu anh em ơi. Nhớ 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 ơi. Ôi ôi. Có đầu không? Hả? À? Thích hả? Ôi 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 ôi. Thì chắc sắp đến, sắp đến đâu, 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 đó, 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 để phép nó ra, để lên nó có đâu. Xuống nó à? Ui, ui, ui. Xuống xuống. Xuống xuống. Xuống xuống. Cẩn thận anh ạ, cẩn thận đấy. Nó ra nó bắn đấy. Ui, ấy. Ui, 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 anh ơi, nhiều lắm anh ạ. Nhiều lắm anh. Nhiều lắm. Đây, giờ đâu bây giờ. Con ơi. Sâu gì? Sâu. Đào này vừa cái lỗ to này mà chỉ đấy. Còn nó muối rồi, còn nó muối cái này, còn nó muối. Ui. Đây đây đây, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ngay sâu trong nữa. Thủ mang ngoài nha. Thủ mang, thủ mang đây. Thủ mang, thủ mang. Ui, làm gì? Đào sâu này không chỉ đấy, cái thật đấy. Nước hồn kia. Trăm con hồ này đâu. Đi ra. Ui, kìa nó đang phì đấy đúng không? Mà đang phì đâu? Nó phì, phì đầy luôn này. Nấp lỗ rồi. Nấp lỗ rồi à? Nấp rồi. Tổ mối không trái nhá.
Nấp lỗ ở đâu nữa? Rồi nó bò đầu ra ngoài cơ. Bây giờ chui trong kìa. Trong cái trong lỗ ấy. Mày anh em trúng quả rồi. Ui, vẫn đây, người cay đầu, anh cay đầu này. Rồi đầu tay, đuôi tay rất an toàn các mọi người. Không bao giờ mình sợ rắn cắn này. Giờ hai cái mà. Hai cái. Đấy. Đấy. Ôi kìa. Tao nó mổ vào anh ơi. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Ui ui. Đấy kìa. Ui ui. Ui ui. Ui ui. Ui ui. Ui thế. Cẩn thận nó mổ lên trên cổ cái nhá. Đấy thấy rồi chưa? Ui mày chăm con anh ạ. Mổ luôn nhỉ. Để nó bắt nhá. Ui ui. Ui. Nhiều kìa. Có mày ơi. Con này dài to chưa? Con này to chưa? Ui nhìn cái đầu này. Đấy chưa. Chẳng lắm, vừa đến phía nó rốt đi bò thế gì nữa. Các em sao phát hiện được? Ui, đi tới nhìn thấy có vết bò bò đấy không? Nhìn đến xem nghe. Nó suýt nữa mổ vào đầu. Quả năng thì mổ đi tinh à? Không, không. Kinh trần đi học đời bời thôi. Ôi, nó bò nhìn thấy bò bò nó to mà. Ui, nhiều lắm rồi. Ui, cái con này đầu nó ra đây. Nó ngon ngủ nhỉ? Hoa đẹp đi. Xì luôn nhỉ? Ui, con này đẹp chưa? Ôi, ui. Ui, bà chạm em ơi. Bà chạm kìa. Bà chạm, bà chạm. Hoa đẹp nhỉ? Hoa nét căng. Rồi cái hàng hiếm này. Dễ luôn nhỉ? Hàng hiếm mà. Đẹp nhỉ? Tinh luôn. Con này nên bình đẹp luôn. Ui ôi. Con to thôi. Con nó. Mấy con không? Không biết, chắc phải tầm mười mấy con ạ, gần 20 con này. Con này phải 3 cân nữa nhỉ? 3 cân ngay. To đấy nhỉ? Kinh. Ồ luôn, kinh. Ui con nhiều lắm anh ạ. Ui giời ơi này. Hết chưa anh ạ? Đầy trong cái đầy kìa. Ui con nhiều lắm. Ui con này đen xì này. Con này hổ chúa thôi. Chúa. Ui ôi nó bành kìa. Hả? Ui ui ui. Ui ui ui. Ui ui. Ui ui. Ui ui. Thở lại khởi nhanh kìa. Ui con hổ chúa thật. Ui ui. Ui con này to đi. Ui ui. Con này đọc nó hung nhỉ. Kinh nhỉ. Ui ui ui. Ui đâu kìa. Ui ui. Ui ui phải kìa. Kinh nhỉ. Ui ui kìa kìa. Tay rất an toàn luôn. Không giờ cắn, à cắn người hay là cắn không được. Ui ui. Ui nó còn nhiều hơn anh ơi. Ôi ôi. Ui ui nó còn ổ luôn trong này. Nó này bốc. Cái này mấy chục cân rồi. Oh my god. Ui ui mấy chục con. Ui ui. Con này to. Con đẹp, con đẹp xì kìa. Ui cái mổ kìa. Chưa hết à? Con này đẹp nhá. Anh đẹp nhỉ. Đẹp căng. Wow. Con này đẹp, con đẹp đấy. Ôi, ui ui. Ở trong hồ chúa nhỉ. Chúa. Ui ui nó lắc kìa. Kiểu quá. Kinh nhỉ. Ui, con này to thế. Con đồng đàn rồi. Ui giời. Từ nãy chưa hết. Ôi, ôi kìa. Ấy, thấy chưa? Ui giời ơi. Cực cao ấy. Ôi ơi. Cứ nhấn lắc kìa. Ôi giời. Ui, hoa mà nó đẹp. Kinh nhỉ. Con còn cơ à? Con đấy này. Oh my god. Khổ luôn, sao thế đấy? Ủa ơi. Ủa con nào? Thấy chưa? Nhìn đi xem con. Hết rồi nhá. Ui cái hổ của con. Kinh như sâu. Sâu chưa? Hết rồi. Sâu lắm luôn. Hết rồi. Ê thôi. Đó hết rồi. Kinh như sâu. Ui giời mấy chục cân rồi này. Ui. Chú cũng 4-50 cân nhỉ. Ui. Bao nhiêu cân?
Cái này tầm gần 30 cân thôi. Ui 30 cân. Mọi người nhá, anh em mình xin phép dừng clip đây. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ anh em mình nhá. Xin chào anh em.